Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi người không phải được quyết định bởi chúng ta mà còn có phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn biết được công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên của bạn như thế nào, từ đó biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Nội dung trong kênh Phong thủy Gia Cát được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội và tâm linh Việt với kinh nghiệm dày dặn xây dựng nên. Thưa quý vị, xem tử vi là một thói quen của nhiều người trước khi bước sang năm mới. Việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Quý Mão 2023 sẽ giúp bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được những điều thay đổi trong tương lai để có thể có cách xử trí kịp thời, giúp quý vị xu cát tị hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc đến với mình. Trong phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải lá số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh tài tuế khi cúng sao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Tuất sinh năm 1970 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mạn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn, hạn toán tận, hạn tam tai, không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tuất gặp Mão không xung không khắc, cuộc sống bình ổn, yên vui, tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Xét về mối quan hệ thiên can canh xương kim gặp quý âm thủy, chén là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các gia chủ Canh Tuất, nếu có cơ hội, cần phải nắm bắt tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 cần chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Canh Tuất. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng, tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Canh Tuất gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu hay còn gọi là sao thủy đức, tinh quân trông coi sao thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi sao có của. Sao thủy diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Thực hiện cúng dâng sao thủy diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao thủy diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao thủy diệu vào khoảng từ 19 đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, bài ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây, phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen. Nếu các vật có màu khác, có thể sử dụng giấy màu đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày lên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sao này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng, có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi.
Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người, chỉ cần mang vừa đủ, chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây xát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ thì nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ có thể kéo đến. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm cùng gia đình, gia chủ Canh Tuất chú ý khi di chuyển ra ngoài. Tháng 2, công việc của con cái trong tháng này không thuận lợi. Tháng 3, tình cảm của các thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 4, công việc làm ăn của người trong nhà tháng 4 không được tốt, sức khỏe của gia chủ kém. Tháng 5, cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo rước họa vào thân. Tháng 6, gia chủ cần đặc biệt chú ý, cẩn thận bệnh tật, ốm đau, lâu ngày khó khỏi trong tháng này. Tháng 7, cẩn thận gặp tai nạn bất ngờ, rất nặng. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có chuyện buồn đưa tới trong gia đạo, có người già, ốm đau qua khỏi. Tháng 9, tháng này gia chủ sinh năm Canh Tuất có tin vui từ gia đạo. Tháng 10, không được tốt, tình cảm gia đạo thiếu hòa khí, có mâu thuẫn xung đột. Tháng 11, hòa khí trong gia đạo của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó cẩn thận mất của cải. Tháng 12, trong tháng cuối của năm Quý Mão, gia chủ hao tán tiền bạc, cùng với đó đừng ăn uống cần chú ý. Tổng kết tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng trong năm 2023 Quý Mão. Về sự nghiệp, xem tử vi năm Quý Mão 2023 cho thấy, nhìn chung công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi trong năm 2023 này, bạn có thể gặt hái được những thành tích đáng tự hào, trở thành một tấm gương mẫu mực trong tập thể. Vì thế, bạn nên tìm những thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân mình, chớ vội hài lòng với những gì mình đang có. Khi gặt hái được thành công, bạn cũng trở nên kiêu ngạo, gây thù chuốc oán với người khác. Hãy chú ý trong cách hành xử nếu không muốn bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy, vướng vào thị phi, kiện cáo. Về tài chính, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Canh Tuất năm 2023 Quý Mão. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn đang làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Về sức khỏe, đối với gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970, tử vi năm 2023 khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bạn không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Canh Tuất năm 2023 nữ mạng về đường tình duyên có những bước tiến triển ổn định. Bạn luôn quan tâm, chăm sóc đến các thành viên trong gia đình, nhờ vậy mà tình cảm giữa các thành viên luôn hài hòa và ấm áp. Người còn độc thân nên thử kết giao với những đối tượng mới mẻ. Dù bạn không có ý định đến với ai đi nữa thì cũng nên kết bạn với mọi người, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, phong phú hơn. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của kênh Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!